con Trung Quốc này chú. Con này 2,5 triệu á. Trời, rỉ giá hả? Mấy con? Mấy con hả? Là mua về là mình đi được luôn hả chú? Là mua về là mình đi bình thường. Con 2,5 triệu này. Future. Con rim này lại 3,5 triệu này. Không, bây giờ con thấy chuộng rim á, rim mà nhiều người ưa chuộng. 3,5 triệu. Bản số đâu chú? 60 Đồng Nai. 60 Đồng Nai hả? Đập đập cái. Rồi được rồi chú. Là bao nhiêu? Hả? Con này bao nhiêu? 3,5 triệu. 3,5 triệu con rim này. Thực ra nếu mà đi làm hồ rồi mua những cái con xi giá trị này rất ngon. Chiếc này bao nhiêu chú? Bán luôn à? Bán luôn 11 triệu. 11 triệu. Ồ. Đây. Đây là chiếc Sirius FE 2016. Nhìn khá là ngon. Chiếc này cũng chưa rớt gì luôn à chú? Rin à? Còn mới là đời 2016. Ồ. Đây các bạn nhìn đi. Quay mình quay các bạn nói thì sao không quay cận thì hôm nay thì mình sẽ quay cận từng nói các bạn nhìn này, ốc yết chưa có dấu mỡ luôn kìa. 11 triệu hả chú? 11 triệu. Nếu mà mọi người mà tới đây cứ nói xi máy giá trị thì chú cứ bớt à, bạn bớt đúng không? Bớt ít thôi. Thì bớt ít đúng rồi. Thì đó các bạn cứ nói là bên xi máy giá trị qua của chú này thì ủng hộ, thì nói chung là chú sẽ bớt nhắc cho các bạn một tí nha. Wow, chiếc này mới quá. 2016 mà. Quá là ngon luôn. Chiếc này là 11 triệu.